À, đây là biển ở phía trước chân cầu, nước rất là mát. Nếu mà các bạn có dịp ra đây thì tắm ở đây thì cũng được, nhưng mà không có được là bãi biển thì không có được là đẹp lắm. Đây là phía trước chân cầu, vì nước rất là trong nên mình hay đi dạo vòng vòng xung quanh này, để mà chút nữa đó thì mình mới lên dinh cầu. Trời thì đẹp, hôm nay thời tiết rất là tốt. À, phía xa đó là giống chó Phú Quốc đó. Chó Phú Quốc đó thì nếu mà chó thường chủng thì rất là khó nuôi đắt liền, nhưng mà khi mà rất là nhiều người người ta thích chó Phú Quốc ạ. Đây là phía trên dinh cầu. À, phía xa xa các bạn nhìn thấy đó là đường của sân bay đang đang làm đó các bạn. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi qua sông Dương Đông và đi theo tỉnh lộ để mà đi tới Hòn Thơm nhé các bạn. Đây thì mình đi qua chợ ở Dương Đông. Thì chợ Dương Đông thì các bạn có thể mua được nhiều loại thủy hải sản đánh bắt từ biển về còn tươi gói. Hành trình tiếp theo thì mình đi từ quốc lộ tỉnh lộ 973 từ Dương Đông đến Bãi Thơm. Thì Bãi Thơm là thuộc trung tâm xã Bãi Thơm và nằm trên bờ biển phía đông bắc Phú Quốc, phía dưới chân núi Ông Diện. Từ trung tâm xã Bãi Thơm tới mũi Sang Sóc Hòn Một là nếu mà đi khoảng 35 km từ thị trấn Dương Đông về hướng đông bắc của đảo Phú Quốc thì sẽ đến đây, là một bãi biển hoang sơ hầu như không có người. Bãi Thơm có quang cảnh đẹp, đường bờ biển dài khoảng 2 km, tuy nhiên bãi cát hẹp, nước biển nông và có nhiều đá ngầm nên nơi này hầu như chỉ để tham quan chứ không thể tắm được. Cát ở đây thì màu đậm hơn, biển tràn ngập, cảnh núi non thì hùng vĩ. Tuy đẹp nhưng Bãi Thơm khá xa khu trung tâm nên cũng ít người đến khám phá. Và tốt nhất là các bạn nên đi bằng xe máy. Thì ở Phú Quốc này bạn có thể dễ dàng thuê xe máy với giá khoảng 100 đến 150 ngàn đồng một ngày cho một xe. Thì ở đây thì mình mượn xe nên mình không có tốn cái tiền này. Nhưng mà tuy không thể tắm được nhưng mà Bãi Thơm lại có thể trở thành nơi để khám phá, trong đó các tour thường hay tổ chức hành trình làm ngư dân cho du khách để các bạn có thể mò và sò bắt ốc, bắt hào và thưởng thức hải sản tươi sống do chính tay mình đánh bắt được, cùng với những ly rượu sim đặc sản của Phú Quốc. Bãi Thơm thì vốn hoang sơ của Yên Tĩnh cũng có thể trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng khi mắt bỗng đu đưa bên bờ biển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì các bạn có thể đăng ký để có thể theo dõi các video tiếp theo. À, cảm ơn các bạn.